Chào mừng các con đến với khóa học tiếng Việt lớp 5 của olm.vn. Các con thân mến, chủ điểm mở đầu sách tiếng Việt lớp 5 có tên Em là học sinh. Kết thúc chương trình tiếng Việt lớp 5 này, chúng ta đến với một chủ điểm hoàn toàn mới, đó là chủ điểm những chủ nhân tương lai. Theo các con hiểu, những chủ nhân tương lai là ai? Các con đã có lựa chọn rất chính xác. Đến với chủ điểm những chủ nhân tương lai, chúng ta tìm hiểu ở 3 tuần 32, 33 và 34. Những chủ nhân tương lai ấy chính là các con, là thế hệ trẻ, những người sẽ kế tục cha anh làm chủ đất nước, xây dựng và bảo vệ đất nước. Và bài học đầu tiên trong chủ điểm này, chúng ta sẽ đến với bài tập đọc Út Vịnh. Chuyện Út Vịnh kể về một bạn nhỏ có ý thức giữ gìn an toàn giao thông đường sắt, dũng cảm cứu em nhỏ chơi trên đường ray. Chúng ta vào phần đầu tiên, luyện đọc. Các con theo dõi văn bản trong sách giáo khoa và nghe cô đọc một lượt. Út Vịnh. Nhà Út Vịnh ở ngay bên đường sắt. Mấy năm nay, đoạn đường này thường có sự cố. Lúc thì đá tảng nằm chềnh ảnh trên đường tàu chạy, lúc thì ai đó tháo cả ốc gắn các thanh dây. Lắm khi, trẻ chăn trâu còn ném đá lên tàu. Tháng trước, trường của Út Vịnh đã phát động phong trào Em yêu đường sắt quê em. Học sinh cam kết không chơi trên đường tàu, không ném đá lên tàu và đường tàu, cùng nhau bảo vệ an toàn cho những chuyến tàu qua. Vịnh nhận việc khó nhất là thuyết phục Sơn, một bạn rất nghịch, thường chạy trên đường tàu thả diều. Thuyết phục mãi, Sơn mới hiểu ra và không chơi dại như vậy nữa. Một buổi chiều đẹp trời, gió từ sông Cái thổi vào mát rượi. Vịnh đang ngồi học bài, bỗng nghe thấy tiếng còi tàu vang lên từng hồi dài như rục rã. Chưa bao giờ tiếng còi lại kéo dài như vậy. Thấy lạ, Vịnh nhìn ra đường tàu. Thì ra, hai cô bé Hoa và Lan đang ngồi chơi chuyền thẻ trên đó. Vịnh lao ra như tên bắn, la lớn. Hoa, Lan, tàu hỏa đến. Nghe tiếng la, bé Hoa giật mình, ngã lăn khỏi đường tàu. Còn bé Lan đứng ngây người, khóc thét. Đoàn tàu vừa réo còi vừa ầm ầm lao tới. Không chút do dự, Vịnh nhào tới ôm Lan lăn xuống mép ruộng, cứu sống cô bé trước cái chết trong gang tấc. Biết tin, ba mẹ Lan chạy đến. Cả hai cô chú ôm chầm lấy Vịnh, xúc động không nói nên lời. Câu chuyện theo tác giả Tô Phương. Trong văn bản này, các con chú ý cho cô chú thích thanh ray. Như các con có thể nhìn thấy đường mũi tên chỉ vào hình ảnh, đây chính là những thanh ray trên đường tàu. Thanh ray này là thanh thép hoặc sắt ghép nối với nhau thành hai đường song song để tạo thành đường cho tàu hỏa, tàu điện hay là xe gòn chạy qua. Ngoài ra, các con chú ý cho cô hình ảnh minh họa. Cô đã phóng to hình ảnh minh họa trên màn hình. Hình ảnh vẽ cảnh Út Vịnh đang la lớn nói với Hoa và Lan tàu hỏa đang đến. Sau cảnh này, Vịnh đã dũng cảm cứu bé Lan. Các con thân mến, câu chuyện kể về nhân vật Út Vịnh được chia bố cục thành 3 phần. Phần thứ nhất giới thiệu đoạn đường sắt gần nhà Út Vịnh. Phần thứ hai, Út Vịnh tham gia phong trào giữ gìn an toàn đường sắt của trường. Và phần cuối cùng, Út Vịnh cứu em nhỏ chơi trên đường ray. Bố cục này cũng là những phần mà cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết bài học. Chúng ta vào phần đầu tiên, giới thiệu đoạn đường sắt gần nhà Út Vịnh. Đọc và theo dõi sách giáo khoa, theo con, đoạn đường sắt gần nhà Út Vịnh mấy năm nay thường có những sự cố gì? Cô chúc mừng các con đã vượt qua câu hỏi vừa rồi. Như các con thấy ở ngay phần đầu đoạn trích kể, nhà Út Vịnh ở ngay bên đường sắt, mấy năm nay đoạn đường này thường có sự cố. Và chúng ta theo dõi cô sẽ gạch chân dưới những sự cố xảy ra trên đoạn đường sắt gần nhà Út Vịnh mấy năm nay. Đó là lúc thì đá tảng nằm chềnh ảnh trên đường tàu chạy, lúc thì ai đó tháo cả ốc gắn các thanh ray. Lắm khi trẻ chăn trâu còn ném đá lên tàu. Với những sự cố ấy
Đoạn đường sắt này thực sự là một mối nguy hiểm lớn đối với mọi người và người dân nơi đây. Do vậy, Út Vịnh, nhân vật chính trong câu chuyện, đã có những hành động thiết thực để thuyết phục mọi người giữ gìn an toàn đường sắt. Em cũng cứu người thoát khỏi cái chết cận kề. Chúng ta sẽ đến với nội dung này ở những phần tiếp theo. Trước hết là phần thứ 2, Út Vịnh tham gia phong trào giữ gìn an toàn đường sắt. Theo con, Út Vịnh đã làm gì để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt? Câu chuyện rất ngắn gọn. Theo dõi ở phần tiếp theo, các con có thể thấy câu chuyện kể tháng trước, trường của Út Vịnh đã phát động phong trào em yêu đường sắt quê em. Học sinh cam kết không chơi trên đường tàu, không ném đá lên tàu và đường tàu, cùng nhau bảo vệ an toàn cho những chuyến tàu qua. Vịnh nhận việc khó nhất là thuyết phục Sơn, một bạn rất nghịch, thường chạy trên đường tàu thả diều. Thuyết phục mãi, Sơn mới hiểu ra và không chơi dại như vậy nữa. Như vậy, Út Vịnh đã thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt bằng những việc làm. Chúng ta thấy rằng, câu chuyện kể về phong trào em yêu đường sắt quê em và Út Vịnh là một học sinh của trường, cho nên em cũng tham gia phong trào ấy. Tham gia phong trào này, em còn nhận việc khó nhất là thuyết phục Sơn, một bạn rất nghịch, thường chạy trên đường tàu thả diều. Đặc biệt nhất, thành quả của việc thuyết phục đó chính là Sơn hiểu ra và không chơi dại như vậy nữa. Chúng ta thấy rằng, không chỉ tham gia phong trào em yêu đường sắt quê em để thuyết phục được Sơn không chơi thả diều trên đường sắt, đặc biệt nhất, Vịnh còn cứu được người. Chúng ta chuyển sang phần cuối của văn bản, Út Vịnh cứu em nhỏ chơi trên đường dây. Đọc văn bản, con hãy trả lời cho cô câu hỏi. Khi nghe thấy tiếng còi tàu vang lên từng hồi rục rã, Út Vịnh nhìn ra đường sắt và đã thấy điều gì? Các con có thể thấy câu chuyện kể tiếp. Một buổi chiều đẹp trời, gió từ sông Cái thổi vào mát rượi. Vịnh đang ngồi học bài, bỗng nghe thấy tiếng còi tàu vang lên từng hồi như rục rã. Chưa bao giờ tiếng còi lại kéo dài như vậy. Thấy lạ, Vịnh nhìn ra đường tàu. Thì ra hai cô bé Hoa và Lan đang ngồi chơi truyền thẻ trên đó. Vậy là chúng ta có câu trả lời. Khi nghe thấy tiếng còi tàu vang lên từng hồi rục rã, Út Vịnh nhìn ra đường sắt và đã thấy hai cô bé Hoa và Lan đang ngồi chơi truyền thẻ trên đó. Câu trả lời chính là phần mà cô đã gạch chân, các con có thể nhìn thấy trên màn hình. Hiện trường này rất cấp bách và nguy hiểm. Đọc và theo dõi tiếp câu chuyện, theo con, Út Vịnh đã hành động như thế nào để cứu hai em nhỏ đang chơi trên đường tàu? Khi thấy hai cô bé Hoa và Lan đang chơi trên đường tàu, chúng ta thấy rằng một loạt những hành động của Út Vịnh được nhắc tới. Vịnh lao ra như tên bắn, la lớn, Hoa, Lan, tàu hỏa đến. Nghe tiếng la, bé Hoa giật mình ngã lăn khỏi đường tàu, còn bé Lan đứng ngây người khóc thét. Trước tình hình ấy, đoàn tàu vừa réo còi vừa ầm ầm lao tới. Không chút do dự, Vịnh nhào tới, ôm Lan lăn xuống mép ruộng, cứu sống cô bé trước cái chết trong gang tấc. Với những diễn biến của câu chuyện vừa rồi, con học tập được gì từ nhân vật Út Vịnh? Các con thân mến, sau 3 phần chúng ta vừa tìm hiểu, chúng ta có thể thấy nhân vật Út Vịnh là một em bé có ý thức trách nhiệm, tôn trọng quy định về an toàn giao thông. Em bé ấy còn có tinh thần dũng cảm, cứu các em nhỏ. Chúng ta cũng có thể kết luận phát biểu này rằng Vịnh còn nhỏ nhưng có ý thức của một chủ nhân tương lai, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt ở địa phương, dũng cảm, nhanh trí cứu sống em nhỏ. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu câu chuyện về một chủ nhân tương lai mang tên Út Vịnh, có ý thức, trách nhiệm, tham gia giữ gìn an toàn giao thông và rất dũng cảm. Em bé ấy không ngại hy sinh để sẵn sàng cứu sống người khác. Qua câu chuyện này, cô hy vọng rằng tất cả chúng ta đều cũng sẽ có ý thức giữ gìn an toàn giao thông như Út Vịnh. Chúng ta cũng rèn luyện được phẩm chất dũng cảm. Cuối cùng, chúng ta đến với phần tổng kết văn bản. Câu chuyện đã ca ngợi Út Vịnh có ý thức của một chủ nhân tương lai, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt, dũng cảm cứu em nhỏ.
Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô hy vọng rằng các con đã học và ghi nhớ kiến thức, cũng có thái độ phù hợp để xứng đáng là một chủ nhân tương lai của đất nước. Cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các con trong những bài giảng tiếp theo của olm.vn.